Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn Nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K2 Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết có tựa đề là Anh ở đây, sao anh ở đây? Tác giả Thanh Thản Nhiên Câu hỏi của những người vợ chiến binh đi cải tạo Nói lên tâm trạng xót xa Đó là sự thật Chồng cha mình đã ngồi tù Khi tan hàng thì súng đạn phải buông nhưng hai tay hai đầu gối các anh không chịu quỳ khuất phục. Đó là cái chết của thiếu tá Quách Hồng Quang, bị Việt Cộng xử bắn trong trại tù. Trước khi nhắc về ông, tưởng chúng ta cũng cùng nhớ lại những huy hiệu có hình thú dữ được các chiến binh mang trên vai trái hay gắn trên nón của mình, của một thời hét ra lửa, một kỷ niệm không bao giờ quên đó là binh chủng nhảy dù. Thiên thần mũ đỏ đã làm địch quân khiếp sợ binh chủng thủy quân lục chiến thiên thần mũ xanh những con cọp biển đã một thời tung hoành trên bốn vùng chiến thuật binh chủng biệt động quân thiên thần mũ nâu nào là cọp ba đầu rằng và cọp đen lực lượng dự bị ưu tú của việt nam cộng hòa sau sư đoàn nhảy dù và thủy quân lục chiến còn rất nhiều huy hiệu của những quân binh chủng khác nhưng nơi đây chỉ xin tóm lược một vài huy hiệu giữ rằng làm khiếp vía Việt Cộng khi chúng nghe tên thấy người. Dù có lệnh đầu hàng của Tổng thống, nhưng tiểu đoàn 42 biệt động quân vẫn tiếp tục chiến đấu như nhiều đơn vị bạn khác. Đến trưa ngày 1 tháng 5 75 khi không còn đạn dược và áp lực địch càng lúc càng nặng nề, không còn cách nào duy trì được nữa để bảo tồn sinh mạng anh em, cọp rằng đành tan hàng thoát hiểm. Sau khi binh sĩ tan hàng, thiếu tá quang và một số sĩ quan còn lại rời khỏi vị trí trên một chiếc xe jeep chạy thẳng về sài gòn trên xa lộ biên hòa trên lộ trình này nhiều đơn vị nhảy dù vẫn còn đang chiến đấu đến ngã ba hàng xanh thì đột nhiên có hai chiếc xe thiết giáp của cộng quân xuất hiện đuổi theo chạy tới cầu phan thanh giản thì xe jeep bị trúng đạn bốc cháy mọi người rời xe cởi áo chạy thoát vào xóm tiểu đoàn 42 biệt động quân có ba đầu rằng kể từ đây hoàn toàn bị xóa tên theo những đau thương của vận nước. Thiếu tá Quang len lõi đi bộ ra Sài Gòn ngang qua công viên có tượng đài thủy quân lục chiến. Ông kín đáo nghiêng mình chào kính Trung tá Long mặc sắc phục cảnh sát đã tự sát nằm chết trên thảm cỏ xanh dưới chân tượng đài trước Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa Ông trở ra bến xe đò chợ Bình Tây với ý định tìm phương tiện về miền Tây với quân khu 4, nhưng vô phương vì mọi trục lộ lưu thông đều bị cô lập. Ông đành về nhà chờ tin. Chiều hôm đó thì bọn Cộng sản nằm vùng ở lối xóm tìm đến thăm hỏi. Thiếu tá Quách Hồng Quang, con chim đầu đàn của tiểu đoàn cọp ba đầu rằng miền Tây đành chịu bó tay thất thủ, đành mang một mối căm hờn trong củi sắt cho đến ngày bị tập trung vào trường quốc gia sư phạm để vĩnh viễn ra đi vào chốn lao tù. Trại học tập trước đây là căn cứ của Liên đoàn 5 Công binh Kiến tạo Việt Nam Cộng Hòa, gọi là Thành Ông Năm ở Hóc Môn. Mộ phần nằm ở ngoài đồng do anh em tù đắp bằng đất có gắn một tấm bia bằng nhôm. Anh em dùng đinh đục thành ngữ Mộ phần thiếu tá Quách Hồng Quang chết ngày 28 tháng 12 năm 1975, tức là ngày 26 tháng 10 âm lịch. Bên cạnh đó còn có hai ngôi mộ nữa của Trung tá Pháo Binh và một Trung úy chết cùng ngày. Thiếu tá Quách Hồng Quang, xuất thân khóa 14 trường Bộ binh Thủ Đức, đơn vị đầu tiên là tiểu đoàn 23 biệt động quân ở vùng 2 với cấp bậc chuẩn úy, tham dự chiến dịch đỗ xá năm 73. Sau Tết Mậu Thân, ông được thuyên chuyển về Liên đoàn 3 biệt động quân ở Biên Hòa, với cấp bậc đại úy. Khoảng một năm sau, thuyên chuyển về tiểu đoàn 4 biệt động quân ở miền Tây. Khi thì ở tiểu đoàn 41, lúc lại ở tiểu đoàn 43 và sau cùng lên thiếu tá, làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 42 cho đến ngày mất nước. Thể phách tuy không còn, nhưng linh hồn ông chắc chắn vẫn bàng bạc với hồn thiêng sông núi. Thiếu tá Quách Hồng Quang bị bắt cùng với một trung tá pháo binh và một trung úy Cả ba người cùng vượt ngục qua đêm nhưng bị phát giác. Ông trung tá bị bắn chết khi chui ra được bên ngoài, ông trung úy bị bắn chết phía sau, ông Quách Hồng Quang bị bắn tại vòng rào kẽm gai cuối cùng nhưng chưa chết còn nằm tại chỗ. Sáng sớm hôm sau ông bị bọn Việt Cộng kéo ra sân cờ xử bắn trước mặt anh em tù đồng đội. Sau này một vài anh em ra tù có chứng kiến buổi xử bắn hôm đó kể lại rằng cuộc vượt ngục có sự nghiên cứu kỹ lưỡng nhưng vào giờ chót lại không thành công khi bị kéo ra sân tên bộ đội thét bảo quỳ gối để nghe đọc lệnh sử. ông dõng dạc la lớn tôi là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa dù xa cơ nhưng không bao giờ quỳ trước kẻ thù bắn đi một loạt đạn AK chát chúa kết liễu ngay tức khắc cuộc đời oanh liệt của một mảnh hổ miền Tây hơn một tháng sau ngày cưỡng chiếm miền Nam, tất cả 80 chục trại tù từ Bắc xuôi Nam đã đưa thành phần ngụy quân ngụy quyền nhốt trong các nhà tù này. Theo thông báo của chính quyền Cộng sản, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 năm 75, hơn một triệu sĩ quan công chức đi cải tạo trong 15 ngày, phải mang theo 21 kg gạo. Chỉ riêng tại Sài Gòn có 443.360 người ra trình diện,

là Thiếu tướng Lâm Thành Nguyên từ trần năm 1977 tại Khám Chí Hòa, Thiếu tướng Đoàn Văn Quảng từ trần năm 1984 tại Trại Nam Hà, Chuẩn tướng Bùi Văn Nhu mất năm 1984 cũng tại Nam Hà. Tuy nói 15 ngày nhưng có người phải ở tù suốt 17 năm. Một số còn chôn thây nơi rừng thiêng nước độc. Với các chiến dịch 1, 2, 3, Tên Đỗ Mười đuổi dân lành đi vùng kinh tế mới, thực chất là mảnh đất khô cằn không trồng trọt được. Ngày 21 tháng 3 năm 78, với chức vụ phó thủ tướng, Đỗ Mười tuyên bố: "Đánh rắn thì phải đánh dập đầu, ta đã đánh dập đầu rồi, nhưng con rắn tư bản đánh dập đầu nó chưa chết, cái đuôi nó còn nguy hiểm hơn cái đầu. Không dần cho nát cái đuôi nó thì nó vẫn tác oai tác quái phá chúng ta." Cho nên chúng ta phải rắp thịt chúng ra, bắt chúng lao động sản xuất, tự làm lấy mà ăn, phải biết cày ruộng, cấy lúa, trồng ngô, đất hoang còn nhiều, bắt chúng đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm miếng ăn. Chiến dịch 1 tháng 9 75, không những cộng sản vơ vét tiền của mà còn tịch thu nhà cửa, đuổi dân đi vùng kinh tế mới. Chiến dịch 2 tháng 12 năm 76, cộng sản tiếp tục đánh tư sản với những người còn sót lại trong đợt đầu đàn khỉ đàn bò đã tiến nhanh tiến mạnh vào thành phố để đẩy các anh vào tù bên ngoài những gia đình có thân nhân đi tù phải chạy ngược xuôi kiếm tiền mua lương thực nuôi tù cải tạo những con đường ngày xưa tấp nập xe giờ đã nhóm chợ trời lớn nhỏ đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra nằm phơi mình trên đất để chủ khách thuận mua vừa bán các ngôi biệt thự vắng chủ bỏ hoang đám hôi của đánh hơi kéo tới tự do vơ vét. Các em tôi tò mò chạy lung tung để xem cảnh tranh giành cướp giật đồ, nhất là đồ của Mỹ, dân ta còn mê chuộng, huống chi bầy khí rừng. Ở quảng đường gần hồ con rùa, đường Duy Tân, là khu dinh thự ông lớn hoặc cơ quan nhà nước được bà con chiếu cố mau lẹ. Nhà máy dệt ở Thủ Đức trong tình trạng rắn mất đầu, Chủ nhân bỏ đi nước ngoài, đầu rắn mới mọc lên tạm cai quản tiếp thu, đó là bọn 30 tháng 4. Trước kia chúng chỉ là đám công nhân cu ly, đứng máy dệt, cư ngụ trong làng quê miệt dĩ an biên hòa. Được chủ nhân nâng đỡ có công ăn việc làm, dân nghèo không phương tiện di chuyển. Hãng cũng tăng cường cho xe đưa đón công nhân sáng chiều chu đáo. Giờ đã đổi đời chúng lột xác, nhảy lên điều hành mọi việc hãng xưởng. Nhưng văn hóa chúng chỉ tới lớp 3 trường làng. Sao mà sai khiến nổi các kỹ sư chuyên môn? Bọn này đành xuống nước nghe chỉ thị của mấy ông trưởng ngành và kỹ sư thứ thiệt ra lệnh. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Đầu óc mọi người vừa trải qua cơn ác mộng nên công nhân phó mặt cho đám 30 tháng 4 này lên làm xếp tạm thời. Bỏ công bao năm chúng cải trang theo dõi việc làm cùng nhân viên trong hãng. 45 năm đã qua, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Hỡi người tháng tư 30 ấy. Thành kính tri ân và tưởng nhớ các chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc. Tác giả Thanh Thản Nhiên Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.